tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã sỏi biển buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng, Thanh Lý tiếp cho anh em một cặp loa toàn giải gân vải ngược của Sony, hàng xuất châu Âu anh em nhé. Mã Sony này nó lắp ráp và sản xuất tại Thái Lan và dùng thị trường châu Âu nhé, xuất thị trường châu Âu, made in Thái Lan. Nó giống như kiểu gen Thái nhưng mà sản xuất tại Thái Lan đây anh em nhé, sản xuất ra thị trường châu Âu. Đấy, cái xương này xương của xuất thị trường Âu, còn nếu mà thị trường Mỹ à thị trường của Nhật ấy thì nó hay để cái xương màu như thế này anh em nhé, thị trường Nhật hay để cái xương màu bảy màu như thế này, còn xương này là nó hay thị trường Mỹ hoặc châu Âu. Mỹ thì thường nó hay để màu xanh quân đội, còn màu châu Âu thì nó hay để màu đen đen như này. Bát của nó bát 12 nhé, màng bằng giấy gân vải ngược. Con này loa toàn giải trở kháng nó 8 ohm. Anh em ghép những cái chiếc âm ly đèn hoặc là những chiếc âm ly cổ để anh em nghe nhạc mộc, nhạc 75 rất là hay luôn. Công suất của nó là 100W một cặp anh em nhé. Chiều ngang của nó 21cm. Chiều cao của nó là 15cm. Chiều sâu của nó là 14cm cả lưới anh em nhé. Đồng lưới nó là 14cm đấy. Đấy, cặp này em xả cho anh em đúng là bán 1,2 triệu cơ, nhưng tầm này xả cho anh em 990.000 anh em nhé. Đấy, xả hết 990.000 cho anh em về anh em nghe nhạc rất là sướng luôn.
Hàng nói chung là zin đét 100% cho anh em luôn nhé. Đấy, hàng zin đét và ngon. Rất là đẹp. Những chiếc âm ly cổ, những âm ly đèn ấy anh em thường là phải ghép loa 8 ohm, 6 ohm là nóng máy hoặc cháy âm ly. Đấy, anh em chốt sản phẩm này, mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi. Chào anh em nhé.